Xin cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn khai báo dao và kích thước của phôi trong cái phần mềm Simco Edit. Thì đây, các bạn mở phần mềm Simco lên nè, các bạn lift up vô. Thì các cái clip trước tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm này và tạo một cái file chuẩn từ cái mẫu chuẩn. Cái clip lần này tôi sẽ bỏ qua cái công đoạn đó ha. Tôi sẽ làm nhanh qua công đoạn đó để mình đi vào cái khai báo dao và kích thước của phôi. Đây, mình tạo một cái phần mềm chuẩn nè, cái chương trình chuẩn này, mình vô RORAM Stand-in nè. Đó, cái này thì mình RORAM number thì mình gọi là cái số hiệu của tên chương trình ha. Tôi đặt là 1000 nè, nó từ 1000 đến 6900. Cái này tôi nói nhanh qua thôi, tại vì hồi có một cái clip tôi đã hướng dẫn phần này trước rồi. Các bạn muốn hiểu rõ phần này thì các bạn coi lại cái clip trước của tôi. Rồi, cái này là RORAM edit. RORAM Direction là mô tả chương trình. Ví dụ như là cái chương trình này tôi đang nói về khai báo dao và phôi. Đó, khai báo dao và phôi thì tôi đánh vào đây để tôi nhớ cái chương trình này. Rồi tôi cho con dao là 01 đi ha. Cái mã dao 01. Này là dao D bằng 10 đi. Cái này là mô tả của dụng cụ nè. Này dao 01 nè. Rồi chiều dài dao nè. Ví dụ như là 50 đi. Tốc độ quay 1000 nè. Đó, G55 nè, này 00, Z là 10 nè. Đó, ok nè, đó. Đây, các bạn thấy không? Nó ra một cái đoạn chuẩn, rồi mình lập trình nè. Ở đây ý đồ của tôi á, tôi sẽ gia công ha, phay một cái khối, phay vào cái bực ha, quanh một cái khối hộp mà nó có kích thước là 50-50 nha. Thì đầu tiên á, tôi đây. G00 rồi đúng không? G00 cách cái mặt phôi nè. Giờ tôi G00, tôi cho X0 nè, X0 nè. Đó, tôi cho Y, nó dịch lui là trừ 10 nè. Đó, G00, X0, Y 10 nè. Rồi, Enter nè, G00. G00, Z là trừ 5 nè. Đó, sau đó tôi mới dùng G01 nè, gia công vô là X vẫn là 0. Tôi cho chạy lên nha, chạy cùng với cái đồng hồ nha. Y sẽ là 50 nè. Đó, Y 50. Nhớ G01 thì nó phải có cái F. Ví dụ F này là F này là 50 đi, 50mm trên phút. Rồi G01 chạy ngang qua nè. Y giữ nguyên là X là 50 nè. Đó, tiếp X 50. Ở đây khỏi khai đã báo F thì F nó lấy trên đây các bạn. Rồi G01 tiếp nè. Y là 0 nè. X xong đến Y 0 nè. Rồi G01 Y0. Rồi X0 nè. Đó. Rồi G00 nhấc dao lên các bạn. Nhấc dao lên là Z10 nè. Đó. Rồi thử về nha. Rồi mình cho nó, mình muốn mô phỏng nó, mình bấm vô cái bedlock nè các bạn. Các bạn chọn thẻ này nha, thẻ thứ 3, thẻ bedlock nha, bấm vô đây. Đó, các bạn thấy cái đường chạy dao chưa? Rồi, bây giờ đầu tiên mình khai báo con dao này, vô tool setup này ha, mình khai báo con dao. Tool setup nè. Đó, các bạn hiện giờ con dao mình là T01 nè. Đó, chọn vô đây. Ở đây á, mình chọn mm nè. Đây chiều dài mình là 50 nè ha. Đây, đường kính nè, đường kính mình cho là 10 đi. Ha, đường kính là 10 thì bán kính là 5. Rồi mình ok nè. Đó. Ok cái nè. Đó, bây giờ tiếp theo là mình sẽ set up cái phôi ha. Vô đây nè. Muốn set up phôi á, các bạn phải vô solid setup nè. Đó, thì nếu như các bạn click vô cái dấu này nè, thì
thì nó gọi là automatic scanning, tức là nó sẽ căn cứ vào cái việc trả giao này nè, cái chương trình, cái đoạn code trả giao nè, mà nó sẽ tìm ra được cái kích thước lớn nhất theo phương x, phương y và phương z, thì nó tự động nó điền đây. Thì sơ bộ mình biết kích thước này rồi, mình hiệu chỉnh nó cho nó nhanh ha. Ok, thì min nè. Min này là các bạn xem này nha. Min này á, là 0 nè. Đây là trục x nè các bạn ha, trục y nè và trục z là phía lên trên. Trục x là màu đỏ nè. Đó, min góc này là ngay 0, ok đúng nè. Qua đây 50, 50. Rồi ok luôn. Đây, min của y á, là 0 nha. Và max của y là 50 luôn. Đó, tức là cái đường biên này nè, hồi nãy mình chạy nè, từ đây nằm dê dao đây nè, chạy lên đây, chạy qua đây, chạy xuống đây, chạy qua đây, thì cái phôi của mình, cái chi tiết của mình, cái dao của mình nó chạy đúng cái đường biên này luôn. Thì cái tâm dao chạy đúng đường biên thì nó sẽ cắt vô dao mình, đường kính là 10 nè, thì nó sẽ cắt vô bán kính là 5 nè ha, tại vì tâm dao mình chạy đúng cái đường biên này. Rồi cái chỗ này thì mình để cái góc tọa độ mình ha, nó nằm đúng ở góc trên, góc trên bên trái và phía trước của cái phôi, thì mình cho này 0 và thằng này mình cho trừ, ví dụ trừ 30 đi. Đó, mình ok thử nè. Đó, các bạn thấy không? Phôi của mình nè. Thấy chưa? Mình quay vòng vòng cho các bạn xem nè. Các bạn đè phím phải chuột, đè giữ phím phải chuột và kéo nó ra lệnh ban ha. Và đè giữ phím trái chuột là nó ra lệnh quay. Đè giữ này, quay nè, đó. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình chạy cho xem nè. Đó, mình kéo cái này lên một tí cho nó nhanh hơn một chút. Đây các bạn. Yeah, đi xuống nè. Đi ngang qua nè. Bây giờ đi ngang ra cắt cái mép nè. Đó, đây là mình mô phỏng. Thì cái phần mềm Simco này á, là phần mềm nó mô phỏng nhanh. Nó không phải là phần mềm hay nhất đâu. Nhưng mà nó được cái là gì? Nó thứ nhất là nó dễ cài đặt, nhẹ. Thứ hai là mình mô phỏng những cái lệnh cơ bản mới ban đầu mình học thì rất là hay ở chỗ nó mình mô phỏng nó nhanh ha, nó nhanh hơn rất là nhiều. Còn có một số phần mềm khác, ví dụ SSCNC đó, nó mô phỏng hay hơn nhiều, nó y như cái máy thật, nhưng mà nó sẽ mình làm nhiều công đoạn ha, khai báo rồi nó rất là phức tạp ha. Còn phần mềm Simco này, cái ưu điểm của nó là rất là nhanh, làm nó tới đây đi lên nè, Z10 nè, đó, kết thúc quá trình gia công. Đó, còn mấy cái đoạn này là cái đoạn đầu chương trình và cái đoạn cuối chương trình, là lúc mình khai báo là nó tự nó điền vô ha. Mình khai báo cái chương trình mà program start end á, thì nó sẽ giúp mình ha, điền nhanh mấy cái này. Đây các bạn thấy không? Rồi vậy bây giờ ví dụ như tôi muốn phay thêm ha, phay thêm, ví dụ tôi muốn phay thêm một cái đường chéo từ đây qua đây ha, từ đây qua đây, thì tôi nè, ở đây hiện giờ nó đang là 0,0 đúng không? Đó, 0,0 các bạn nhìn nè, đó nằm đúng ngay đường này đúng không? Tôi sẽ cho dao nó ăn xuống nè. Giờ G01 Z là hồi nãy Z bao nhiêu? Z là trừ 5 nè. Đó, cho dao nó ăn xuống nè. Sau đó mình mới là G01 mình chạy từ điểm này qua điểm bên đây, mà điểm bên đây là X50 Y 50 đó, điểm chéo qua góc đó. Đấy à. Rồi sau đó mình sẽ nhấc dao lên G00 Z10. Đó. Rồi, mình backlog lại, tức là mình mô phỏng lại. Rồi, cái phôi mình các bạn lưu ý á, nếu như mà mình khai báo á, mỗi lần mình vô cái khai báo phôi á, là nó tự động nó scanning ha. Thì giả sử như ban đầu mình scanning xong rồi mình chỉnh, mình thấy ok nè. Đây, chỉnh thằng này là 0, thằng này là trừ 30 đây. Đó, mình chỉnh thấy ok rồi rồi. Mình sẽ click vô đây. Lock stop dimension, tức là khóa cái kích thước phôi mình lại. Các bạn thấy nó mờ hết không? Mình bấm vô nút này, nó mờ hết. Thì cái lần sau mình vô nó không có thay đổi, với mỗi lần vô á, nó tự động nó dò phôi á, thì nó sẽ thay đổi những con số của này. Cho nên mình chỉnh lại rất là mệt. Nè, ok nè. Giao thì ok luôn. Đó, bây giờ. Rồi, mô phỏng lại cho các bạn xem nè. Đó, đi xuống nè. Thấy chưa? Rồi. Chạy lên nè. Đó, đây là những cái bài tập cơ bản ban đầu để mình hiểu được ha. Thế nào là lệnh G01, G00, G02, G03 gì đó vân vân.
Giúp cho mình mô phỏng rất là dễ ha. Rồi cái cách mình khai báo con dao như thế nào ha, nó cũng hiển thị luôn đó. Đây nó chạy đường chéo này qua các bạn. Đó. Cái việc mà mình hiệu chỉnh phôi là mình vô Solid Setup nè, còn mình hiệu chỉnh dao là mình vô Tool Setup nè. Đây đó, các bạn bấm vô nút này đó, rồi các bạn hiệu chỉnh các cái thông số này. Đó, thì có thể là bấm vô đây nè, ở đây là nó có nhiều loại dao nha các bạn, ví dụ như là Enmil Flat là cái mũi khoan, cái mũi phay, dao phay đó, mà cái đầu nó ha, cái đầu nó là đầu bằng, còn mũi phay mà đầu tròn ha, đầu giống như viên nửa bán cầu đó là Enmil Bone ha, là nó đó, đầu tròn như này. Đó thì cái này nếu mà đầu tròn này thường là nó để làm những cái mặt cong ha, còn đầu phẳng này nó thường để nó làm những cái mặt bực hoặc là rãnh hoặc là mặt phẳng hay nó phay, nó giống như là dao phay ngón như đó các bạn. Rồi ví dụ rêu là mũi khoan nè, mũi khoan nó nhọn đầu nè, thấy chưa? Đó thì mình hiểu tiếng Anh thì mình hoàn toàn có thể chọn trong đây ha, hoàn toàn có thể chọn những cái dụng cụ cắt mà thích hợp với cái yêu cầu của mình. Đây tôi chọn này đó. Rồi ở đây là cái chiều dài của cái trục nè ha, rồi chiều dài của thân thân dao nè đó. Rồi ok. Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn thực hiện cài đặt cái setup cái con dao mình ha, đường kính chiều dài như thế nào, và setup cái kích thước phôi ha, ta khóa cái lock cái phôi lại ha, và hoặc là sử dụng chế độ scanning thì như thế nào thì các bạn vừa mới xem tôi giảng dạy cho các bạn rồi. Nếu các bạn thấy cái clip của tôi thực sự hữu ích cho các bạn thì xin các bạn hãy cho tôi một like. Các bạn nhớ subscribe và share cái kênh của tôi để đón nhận các cái clip kế tiếp. Các bạn nhớ đặt chuông thông báo để khi tôi phát hành những cái clip mới, các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được các cái clip đó. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip sau.